là món apple pudding, là cái món của người Chà gọi là canh thính đó. Rồi thường thường cái món này là người ta làm trong dịp lễ cưới, lễ này nọ đó, rồi rất là thèm. Thì thành phần trong đây thì có là thịt bò vụn, thịt bò vụn với lạp xưởng của người Chà gọi là tôm mọ, hay là mình không có lạp xưởng á thì mình làm cái thịt vụn cũng được nữa. Này khoảng một ký mấy á. Rồi xả khoảng 4 muỗng canh ha. Rồi xả đâm nhuyễn, muối, hành tỏi, hành với tỏi xay nhuyễn ra nè, tiêu, rồi với bột nghệ. Bột nghệ khoảng để khoảng một mình xài bột nghệ rất là nhiều, mình xài một muỗng canh. Rồi trong đó là có dừa, ở Việt Nam nó có nước cốt dừa thì mình thắng dừa ra dầu nha, ở đây không có thì mình cũng làm y chang vậy luôn. Hoặc nếu bạn không để dừa thì có thể để dầu ăn. Thành phần của nó là phải cái chính là thính. Thính là cái gì? Là gạo gan á. Rồi tí mình đâm xay nhuyễn hoặc mình mua thính ở ngoài. Rồi có nữa là cái cà pháo. Ở đây không có cà pháo nên mình sử dụng cái cà này, cà nào cũng được. Hoặc đa phần người ta ăn á thì người ta cảm thấy là ăn cà pháo rất là khó chịu, nó rất là phình bụng. Đâm người ta làm bằng đu đủ sống cũng được nữa nha. Rồi xem thành phần rồi xong xuôi tí xem cách hướng dẫn nha. Cái cà mình đập, mình để vô cái bao á, mình đập dập dập ra ha, đập dập ra vậy nè. Mình nhớ đập dập ngâm vô nước đừng cho nó bị đen. Một chút nữa nhớ vớt luôn cái hạt nha, sử dụng luôn cái hạt luôn. Rồi mình thêm cho giấc me nữa nha, để thêm giấc me để chút bớt vô. Rồi thịt đã mình lạp xưởng đã cắt ra rồi nè. Đó. Giờ thao tác làm nè. Cái dừa hộp á mình đổ vô nè, mình thắng dầu nè. Vừa vắt á, rồi tí hả làm cho nó bọc con lại rồi cho nó ra dầu, nhưng mà ở đây nó không có dừa đỏ. Trong đó mình chỉ mua dừa dừa. Thịt chưa chín tới xong tôi mới để cà vô ha. Mình xào tiếp nữa. Xào tiếp cà với thịt nữa. Rồi chút mình mới để nước vô cái me. Cho nước vô nấu cho cái cà này nó mềm ha. Muốn ăn đặc hay ăn lỏng là tùy mình ha, mình thích. Còn mình á, mình thích ăn đặc à, nên ra mình để nước ít. Đó, cho nó chín đi. Đúng rồi. Cái thính á, gạo gan á, mình xay hay là mình mua cũng được nha. Có thể ăn sệt hơn cái này nữa ha. Chính. Ăn với mình dùng với muối ớt ha, rồi với chanh. Đó. Không ăn với mắm ha. Rất là ngon, ăn với cơm. Yummy yummy.